Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn một buổi sáng tốt lành, mọi công việc đều thuận buồm xuôi gió. Và em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền. Hôm nay ngày 14 tháng 3 năm 2019, em xin phép được cập nhật và báo giá những mặt hàng mà Lan Rừng cơ sở Ngọc Bền hôm nay đang có. Em xin phép được đi vào công việc chính của ngày hôm nay luôn. Hiện giờ thì ở đây em đang có 3 cái mặt hàng mà hàng thanh lý, có nghĩa là còn ít quá nên là bên em sẽ đẩy xuống giá thanh lý, nên là để cho bán nhanh nhé. Đầu tiên em xin được giới thiệu ở đây là có 3 bó đuôi chuột. Mỗi bó đuôi chuột này ở đây thì cái cây có cả cây ngắn và cây dài nhé. Thì cái hàng thanh lý thì em sẽ trộn lẫn với nhau, 70.000 một bó ạ. Mỗi một bó nó khoảng tầm 5 đến 6 lạng như này. 70.000 một bó, em bán để ở bó theo bó này cho các bạn tiện về trồng, bởi vì là một cân thì có thể nó rất là nhiều. Mà các bạn lấy từng bó này thì em đảm bảo là cũng đã sắp xếp đủ cho các bạn trồng được một giỏ rất là đẹp rồi. Em xin nhắc lại đây là lan đuôi chuột nhé, 70.000 một bó ạ. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan hạc vĩ Bắc ạ. Hạc vĩ Bắc này thì hiện giờ có cả thân to và cũng như là cái những cái thân quá nhỏ đấy. Hiện giờ nó cũng không được dài quá nên là em cho vào mặt hàng thanh lý nhé. Hiện giờ bó cái phần hạc vĩ Bắc này nó rơi khoảng tầm trên 2 cân cơ. Em sẽ thanh lý với mức giá là 150.000 nhé. Bởi vì là cái thân to này nó cũng không còn quá nhiều, cái thân to này nó cũng chỉ cần được khoảng 2-3 lạng thôi, còn hầu hết là những cái thân nó sẽ ngắn như này. Thích hợp cho những bạn nào mà lấy về để ghép với số lượng lớn, lên bảng giớn mình sẽ từng khóm nhà này, thì là mình sẽ được một bảng rồi đúng không ạ, để mình lấy mầm gốc để trồng và chăm, để lấy hoa và chơi hoa những mùa sau, hoặc là để kinh doanh thì rất là tốt. Với một cái phần hàng giống như này thì đảm bảo trồng được rất là nhiều bảng giớn rồi đó. Tiếp đến bên đây sẽ là một phần lan ý thảo ạ. Phần lan ý thảo này bên em cũng không có nhiều nên là cái bó này em đã bó vào rồi, thì em sẽ bán với mức giá là 200.000 cho bó này luôn nhé. Phần lan ý thảo này đấy ạ, 200.000 cho phần lan ý thảo ạ. Tiếp đến trên đây sẽ là mặt hàng lan long nhãn ạ. Hoàng thảo long nhãn, đây là hoàng thảo long nhãn hàng Cao Bằng bóc rừng từ Bảo Lâm Bảo Lạc bên em lấy ra nhé. Hôm nay em có 2 cái mặt hàng mà lấy từ đúng chính nơi quê hương của chúng em luôn, đó là hoàng thảo long nhãn cũng như là thanh đạm sữa ạ. Hoàng thảo long nhãn thì nó sẽ ra hoa rải rác bắt đầu từ tháng 3 cho đến tháng 7, nhưng mà hiện giờ thì chủ yếu là nó vẫn đang còn xanh lá này như này nhiều thôi, chứ còn chưa có những cái mầm nụ đâu các bạn ạ, bởi vì là bắt đầu từ cuối tháng 3 và nở rộ sẽ vào khoảng tầm tháng 7 nhé. Long nhãn thì nó nở hoa thành từng chùm màu vàng, mỗi một cần hoa nó có thể là từ 3 đến nó khoảng 5 đến 7 bông cơ, thành một chùm rất là đẹp. Hoàng thảo long nhãn bên em hôm nay bán với mức giá là 100.000 đồng cho 1 kg, mức giá rất là rẻ luôn, bởi vì bên em không bị vận chuyển quá xa và cũng là một trong những cái mặt hàng mà rừng Cao Bằng còn khá là nhiều. Tiếp đến trên đây cũng là một cái mặt hàng mà đặc trưng của rừng Cao Bằng luôn, đó là thanh đạm sữa. Lan thanh đạm sữa thì hôm nay bên em sẽ bán với mức giá là 60.000 đồng cho một bó này. Em bán chia theo từng bó luôn để các bạn tiện về trồng. Đây ạ, em sẽ quay luôn. Đây, một cái giỏ thanh đạm sữa như này là quá là tuyệt vời đúng không các bạn? Đây, đủ một bó chưa? Đủ, đây là một bó rồi nhé. Đủ một giỏ rất là đẹp rồi. 60.000 đồng cho một bó thanh đạm sữa nha các bạn. Thanh đạm sữa thì hiện giờ nó đang là mùa hoa rồi, nên là em khi mà em gửi hoa đi cho các bạn đấy ạ, thì không thể đảm bảo là những cái bông, mặt bông này nó đến tay các bạn nó còn tươi đẹp nữa. Bởi vì là bây giờ bông nó nở khá là rộ rồi đấy, khi mà gửi đi thì cái tình trạng mà bị rụng và héo bông thì không thể tránh khỏi được các bạn ạ. Em sẽ quay kỹ lại cho các bạn xem cái mặt bông của thanh đạm sữa. Mình quay qua để biết mặt bông trước luôn nhé. Vâng ạ. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng long tu xanh hoa tím, hay còn gọi là long tu đá đấy ạ. Mặt hàng long tu xanh này hiện giờ bên em sẽ bán với 2 mức giá khác nhau. Cái long tu xanh loại cây to đẹp này đấy ạ, em bán với mức giá là 220.000 đồng cho 1 kg. Hiện giờ thì long tu xanh này nó không quá dài đâu các bạn nhé, nó được khoảng tầm như thế này nó là khá là dài rồi. Còn cây dài nhất thì cũng chỉ tầm 20 phân này thôi, vì là đặc trưng của nó thì sẽ tầm như này thôi này. Đây là loại hàng đều đẹp đây. Có những cây ngắn hơn nhưng mà thân rất là mập to thì em cũng cho vào lô này hàng đẹp luôn. Lô hàng đẹp này là 220.000 đồng cho 1 kg. Còn dưới đây sẽ là mặt hàng long tu đá hoa tím, cái hàng giống đấy ạ. Thì những cây này nó sẽ ngắn và nhỏ hơn nhé các bạn. Những cái này là mặt hàng long tu giống thôi. Em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg, hàng long tu xanh hoa tím hàng giống nhé. Tiếp đến trên đây em xin phép được giới thiệu tiếp, đó là mặt hàng lan kim điệp thơm, hay còn gọi là kim điệp nhựa đấy ạ. Lô kim điệp thơm và kim điệp nhựa thì em cái hàng đẹp
thì hầu hết là trong cái thời gian khoảng 2 ngày trước em đã bắt đầu bán rồi đấy. Thì là cái loại hàng đẹp, những như dề to đẹp thì có khách lấy hết rồi. Hiện giờ chỉ còn lại loại kim điệp nhựa, hàng giống, loại chip này thôi. Hiện giờ loại chip này cũng rất là tốt các bạn ạ, bởi vì là giờ những cái hàng to, dề khủng to ấy, thì cái hoa, mặt hoa thì hầu như là các dề đều cũng đã nở hoa rộ hết rồi đây. Nó cũng có mặt hoa như này đây. Khi mà gửi về thì cũng kể cả hàng đẹp hay hàng xấu thì cái mặt hoa đến chỗ các bạn cũng không còn được tươi nữa đâu. Nên là nếu mà các bạn nào có nhu cầu lấy về để trồng lên, cũng như là mình thuần kim điệp nhựa đấy, để chơi hoa mùa sau thì lấy lô hàng này rất là tốt luôn đấy. Em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1kg nhé. Đây là kim điệp nhựa loại hàng nhỏ. Tiếp đến trên đây, em xin phép được giới thiệu tiếp, đó là mặt hàng trầm tím. Trầm tím hôm nay em ba có 3 mức giá khác nhau, và ở đây đều là trầm tím Myanmar nhé các bạn. Trầm tím Myanmar thì cái thân nó sẽ dài hơn so với trầm Lào, nhưng mặt bông thì nó sẽ nhạt hơn nhé. Đây, em xin phép được giới thiệu đầu tiên, đó là cái lô hàng trầm tím Myanmar, hàng thanh lý, hàng giống, hàng chip đấy ạ. Có cả hàng chip này, hàng gãy ngọn này, và thân già này. Chủ yếu là cái hàng ngắn này, và thân già nhiều nhé các bạn. Có cả những cái thân khá là dài, nhưng mà do bị gãy ngọn rồi, gãy cái ngọn thân tơ rồi đấy. Thì em cho vào cái hàng gọi là hàng giống luôn, hàng chip luôn. Thì là ở đây em bán với mức giá hàng giống là 650.000 đồng cho 1kg nhé. Hàng trầm chip, hàng giống. Tiếp đến trên đây sẽ là mặt hàng lan trầm tím loại đẹp, nhưng mà nó cũng không quá to, đảm bảo không có gãy ngọn nhé các bạn đây. Khi mà em gửi đi các bạn sẽ có những thân như này luôn này, nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn, nhưng mà đảm bảo là vẫn có những một khóm nó có thể tầm 3 thân như thế này, và có cả thân hoa không bị gãy. Chỗ lô bên này em bán với mức giá là 750.000 đồng cho 1kg ạ. Còn bên đây sẽ là lô trầm Myanmar, loại hàng đẹp to, dài. Em bán với mức giá là 800.000 đồng cho 1kg nhé các bạn. Cái này thì không có quá dài, nhưng mà cái thân hoa này, thân tơ nó rất là to, nên em cũng xếp vào loại đẹp luôn nhé các bạn. Bởi vì những loại này khi mà lấy giống về đấy, cái thân mầm sau, khi mà mùa sau lên ấy, thì nó sẽ lên rất là to và khỏe luôn. Đây, to dài đều đẹp nhé các bạn. Trầm Myanmar 800.000 đồng cho 1kg. Bên cạnh lô hàng trầm mà em vừa giới thiệu, em xin phép được giới thiệu tiếp. Đây sẽ là lan Ý Ngọc ạ. Đây là lô lan Ý Ngọc của cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền ngày hôm nay 14 tháng 3 đây. Các bạn mua lan Ý Ngọc thời điểm này là thích hợp nhất nhé. Bởi vì đây những thân con nó đang lên rất là đẹp rồi. Đảm bảo về khi mà các bạn ghép lên ấy, thì sẽ chắc chắn là những thân này sẽ phát triển tốt. Và thứ hai nữa là mình lại được chơi hoa luôn. Bởi vì bây giờ đang là cái mùa lan Ý Ngọc, nó ra cái mầm hoa nhưng mà chưa quá cao. Khi mà vận chuyển đi, mình sẽ được hạn chế được cái mức thấp nhất cái tình trạng là bị dập gãy cái nụ hoa đi, cũng như là bong những cái nụ hoa đi đấy. Thì là những cái nụ hoa này đảm bảo sẽ đến tay được các bạn, và mình ghép lên giá thể vừa được chơi hoa luôn. Lan Ý Ngọc bên em bán với mức giá là 300.000 đồng cho 1kg nhé. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan chuỗi ngọc ạ. Lô chuỗi ngọc này hiện giờ thân vàng óng luôn nhé các bạn đấy ạ. Đủ nắng là vàng óng luôn. Chuỗi ngọc thì hiện giờ nó cũng đang là cái mùa hoa, mà đang là mùa cao điểm hoa rồi. Nên khi gửi đi cho các bạn thì cái mặt hoa đến tay các bạn sẽ không thể đảm bảo được nữa. Nhưng mà lấy về các bạn có thể là trồng, ghép và thuần để sưu tầm, cũng như là mình sẽ chơi hoa vào mùa sau. Lan chuỗi ngọc cũng là một trong những mặt hàng lan mà rất đáng để sưu tầm, vì mặt bông của nó cũng rất là đẹp. Lan chuỗi ngọc bên em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1kg ạ. Đây là lô lan chuỗi ngọc ngày hôm nay nhé. Rất là nhiều, đảm bảo đủ để chia sẻ cho tất cả các bạn. Tiếp đến trên đây, em xin phép được giới thiệu tiếp. Đó là mặt hàng lan hoàng thảo vôi ạ. Lan hoàng thảo vôi thì bên em cũng có chia ra làm hai loại để cho các bạn dễ trồng và dễ chơi, cũng như là tiện cái lựa chọn của mình. Hoàng thảo vôi loại đẹp bên em bán với mức giá là 260.000 đồng cho 1kg nhé. Ở đây loại đẹp ở đây sẽ là có thân nó dài hơn. Nhưng hiện giờ hoàng thảo vôi thì cái đặc điểm nó đây là khi mà vận chuyển đi đấy, những cái thân tơ này nó sẽ có bị bong hết cái lụa ở ngoài thôi, chứ cái cây không ảnh hưởng gì đâu các bạn nhé. Nhìn nó hơi sơ sát một chút, nhưng mà nó đấy là cái loại đẹp luôn đấy ạ. Về đảm bảo những cái bông nào mà nó chưa nở thì vẫn nở luôn bình thường đấy nè. Hoặc những cái thân tơ nào mà chưa lên mầm hoa đấy thì vẫn lên bình thường nhé, không ảnh hưởng gì đâu ạ. Bởi cái mắt ngủ cũng như cái mầm hoa nó ở rất là sâu, chứ không phải ngay chỗ lụa mà bị xước này đâu các bạn. Đây là phần hoàng thảo vôi 260.000 nhé.
Còn tiếp đến dưới đây sẽ là mặt hàng lan hoàng thảo vôi loại giống. Hoàng thảo vôi loại giống thì bên em bán với mức giá là 240.000 đồng cho 1kg nhé. Vôi giống thì nó sẽ ngắn hơn, có những thân nó sẽ rơi khoảng tầm 10cm này thôi. Lấy về các bạn để trồng với số lượng lớn cũng như là ghép lên nhà vườn để mình chơi hoa mùa sau thôi. Hoàng thảo vôi. Hiện giờ những cái thân ngắn ngắn này này, có thể là đến mùa nó vẫn có thể ra nụ đấy. Ở đây em lại thấy một cái thân nụ đây này. Không phải ngắn là không có nụ đấy các bạn nhé. Đây, vẫn ra bình thường. Và là nó cái kích thước nó ngắn hơn nên là em sẽ cho vào loại giống. Tiếp đến trên đây sẽ là mặt hàng giáng hương tam bảo sắc. Lô giáng hương tam bảo sắc mới gặp bến lan rừng ngọc bền. Hôm nay rất là tươi và mượt luôn các bạn ạ. Tam bảo sắc thì hiện giờ cũng đang chuẩn bị đến mùa hoa. Mà lô hàng này rất là tươi luôn, đẹp, em rất là ưng luôn này. Không có gì để chê luôn nhé các bạn nhé. Giáng hương tam bảo sắc của lô ngày hôm nay. Và thêm nữa là hiện giờ tam bảo sắc cũng đang lên những cái cần hoa rồi nhé. Khi nãy em có kiểm tra hàng về thì cũng thấy có những thân mà đã ra cần hoa rồi này. À đây rồi, một cần đây, không biết cần của năm ngoái hay là năm nay đây. Bỏ cái lá, à cần của năm nay nhé các bạn nhé. Đây, đây là cần hoa của tam bảo sắc này. Các bạn lấy về ghép lên giá thể là mình sẽ được vừa chơi hoa luôn rồi đấy các bạn ạ. Những cây nào mà chưa ra thì đảm bảo nó sẽ lên nhé. Nhưng mà hầu hết là đều đang lên cần hoa ở trong cái lá rồi. Nhưng mà nó quá ngắn nên là em không thể tìm được thôi. Cũng không cần tìm mới mất thời gian thôi các bạn ạ. Bởi vì là bây giờ nó mới bắt đầu vào mùa ra hoa đấy. Cần hoa mới trồi lên nên là tìm hơi khó. Còn chắc chắn các bạn về sẽ được chơi hoa rồi. 150.000 đồng cho 1kg giáng hương tam bảo sắc. Tiếp đến trên đây, bên em mới về một lô cẩm báo rất là ưng luôn. Những lô cẩm báo trước khi mà khai thác về đấy thì đặc điểm của lá cẩm báo nó rất là mọng nước cũng như là dễ gãy nên là về rất là sơ sát. Nhưng đợt này về thì do vận chuyển cũng đã được chú ý hơn và cũng như là được bảo quản tốt đấy, nên là lô cẩm báo này về em cũng rất là ưng luôn này các bạn. Lá thì rất là mượt luôn nhé. Riêng mặt hàng cẩm báo này thì hiện giờ theo kinh nghiệm của em thì khi mà các bạn lấy về đấy, các bạn ngâm qua hùng nguyễn khoảng tầm một tiếng này, sau đó thì treo ngược lên. Trước đây em đã từng treo ngược lên khoảng tầm 6 tháng cơ. Có nghĩa là khi nào mà nó bắt đầu ra cái rễ mới ở những cái rễ cũ này này, những cái nào quá khô thì các bạn cắt bớt đi. Còn những cái rễ nào vẫn còn mà tươi đấy thì giữ để lại nhé, bởi vì nó sẽ ra tiếp những cái chồi rễ mới ở từ cái rễ tươi này. Khi nào mà bắt đầu nó treo ngược lên như này này, khi nào mà ra rễ mới này, và thứ hai là cái lá nó sẽ đảm bảo được cái độ cứng cáp rồi đấy. Các bạn có thể buộc vào những cái khúc gỗ hoặc là buộc những cái giá thể mà mình yêu thích. Còn lan cẩm báo thì cũng đang có những cái mầm hoa ở trong kẽ lá đây nhé. Đây cái mầm này còn thấp này, có những cái cây mà cái mầm đã cao hơn rồi, nhưng mà đấy là do đặc điểm tùy vùng miền thôi. Còn cái vùng này mình lấy được khai thác ấy, thì có thể là cái khí hậu nó mát mẻ hơn nên là cái hoa cần hoa nó chưa lên cao thôi. Em tìm tiếp cho các bạn cần hoa tiếp đây. Đây lại cần hoa tiếp nhé. Chính vụ ra hoa của cẩm báo nó cũng sẽ như là lan đuôi cáo đấy các bạn ạ. Cẩm báo thì hiện giờ nó sẽ hoa bắt đầu từ tháng 5 cơ. Các cần hoa nó bắt đầu lên thôi, mới bắt đầu nhú thôi. Nhưng mà khi mà gửi đi cho các bạn đây, để có một số cần có thể là do đi vận chuyển đấy, có thể bị hơi bị xước mất cái cần hoa một chút, nhưng không phải đây gì đâu. Những cây mà đã đủ trưởng thành thì chắc chắn trong thời gian tới sẽ ra hoa nhé. Cần hoa rất là nhiều. Hơi bé nên là có những cần nó lên thấp. Đây, một cần hoa đây các bạn. Vẫn có cần hoa luôn nhé. Cẩm báo hôm nay bên em bán với mức giá là 280.000 đồng cho 1kg nhé. Các bạn cố gắng về xử lý cũng như là treo lên, đảm bảo là từ tháng 5 trở đi mình sẽ được thưởng thức hoa của lan cẩm báo luôn nhé. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng thì hiện giờ cũng đang là mùa nở hoa rồi, những cái nụ hoa lên khá cao. Nhất điểm hoàng em bán với mức giá là 120.000 đồng cho 1kg ạ. Nụ hoa thì rất nhiều rồi, nhưng mà khi vận chuyển đến tay các bạn thì còn có thể là được giữ nguyên được hay không thì đấy là một chuyện vấn đề khác. Em cũng giới thiệu qua luôn cái nụ hoa cho các bạn đây. Cái tỷ lệ đó nó ít thôi nhưng mà đảm bảo là vẫn có những cái nụ hoa lên cho các bạn chơi nhé. Đây, nụ hoa đây. Đây cũng nụ tiếp đây. Lô này rất là đẹp luôn này. Các bạn nào mà mua về treo lên và ghép giá thể nhanh ấy, thì vẫn có thể chơi được hoa nhé. Bởi vì cái hoa này nó bắt đầu ra nhảy thôi thì nếu mà đúng cái thời điểm nắng thì nó cũng phải tầm 3 ngày nữa mới nở. Hoặc nếu mà thời điểm mát mẻ như trời miền Bắc, khí hậu miền Bắc bây giờ ấy, thì cũng phải tầm 5 ngày đến 7 ngày mới nở đẹp, bung đẹp nhé các bạn nhé. Mua ngay ngày hôm nay hoặc là ngày mai là tốt nhất. 120.000 đồng cho 1kg nhất điểm hoàng nhé các bạn. Tiếp đến trên đây em
giới thiệu tiếp đó là mặt hàng lan Hoàng Thảo Thái Bình. Hoàng Thảo Thái Bình thì hiện giờ các bạn lấy về thì ghép lên giá thể và đợi mùa hoa thôi nhé, bởi vì hiện giờ là chưa đến mùa hoa của Hoàng Thảo Thái Bình ra hoa khoảng tầm tháng 5 đến tháng 7 cơ. Những cây Hoàng Thảo Thái Bình này nó rất là dài, mà khi mà gửi đi cho các bạn ấy thì các bạn nên mua Hoàng Thảo Thái Bình kèm theo những cái loại lan khác nữa để em đóng một cái thùng hàng dạng tam giác dài đấy, thì mình sẽ được lợi hơn, bởi vì là cái dạng tam giác dài này khi mà đóng đi ấy, thì bên bưu điện họ tính theo khối lượng thì cái cước phí nó sẽ cao hơn một chút, nên là tốt nhất là một mình mua Hoàng Thảo Thái Bình thì sẽ mua kèm các loại lan khác để bỏ một lần công gửi cũng như là cái phí ship mình sẽ được tận dụng triệt để hơn. Hoàng Thảo Thái Bình bên em bán mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg nhé. Có những bạn mà lấy chỉ có 0,5 thôi ạ, thì em xin phép là em sẽ phải chọn những cây ngắn nhất, nhưng mà cây ngắn bây giờ tìm có khi không có nữa, vì Hoàng Thảo Thái Bình rất là dài đây, các bạn xem luôn cho em đây. Hoàng Thảo Thái Bình nhé. Đã. Rồi, tiếp đến bên đây em giới thiệu tiếp là mặt hàng lan Sơn Thủy Tiên. Sơn Thủy Tiên thì em cũng chia ra làm hai loại nhé, bởi vì là tùy theo những cái sở thích của từng người thì có thể là sẽ có những cái cách trồng khác nhau, về chăm trồng như chăm sóc lan khác nhau đấy. Sơn Thủy Tiên hàng đẹp em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg. Có những thân nó sẽ là dài hơn nhé. Sơn Thủy Tiên hàng đẹp thì em sẽ lấy bán 200.000 nhé. Nó cái thân nó sẽ dài cỡ như này cơ. Đây cái mắt này, xem nào, mắt này bị hơi khô rồi. Sơn Thủy Tiên chính ra là bây giờ nó đang lên mầm đến như này rồi. Nếu mà ở khu vực mà nắng nóng đều đấy, Sơn Thủy Tiên đang lên cần như này. Còn những cái, có những thân mà có thể là chưa ra, bởi vì là đây là em để trong theo bó hàng chứ không chưa ghép lên cho ra đúng ngoài trời đấy, nên là chưa thể biết chính xác là cái cần hoa nó lên sớm hay muộn thôi. Đây cái này là lên muộn này. Còn nếu mà cái giò này mà được ghép lên giá thể khoảng tầm 1-2 tháng rồi ấy, thì nó hoa ra, bây giờ là cần hoa nó sẽ lên tận cỡ này rồi cơ. Hoa Sơn Thủy Tiên thì một trong những loại hoa mà cái hoa nó cũng đẹp, nở chùm cũng như giống như là cái lan kiều đấy các bạn ạ, đều nở chùm như kiều luôn. Đây là loại 200.000 đồng một cân này. Còn bên đây có cả loại, đây cũng là một khóm thuộc loại 200.000 này. Còn bên đây là những cái khóm nhỏ này, khóm nhỏ như này hoặc là như thế này đây, thì em bán với mức giá là 160.000 đồng cho 1 kg nhé. Những cái khóm nhỏ này thì thực ra em bán lan nhưng mà em lại thích chơi những khóm nhỏ này hơn này, bởi vì như này mình sẽ tiện ghép, tiện cho vào những cái chậu lan mà nhỏ nhỏ xinh xinh ấy, hoặc là tùy theo cái khí hậu nhà vườn cũng như là cái vườn của mình to hay nhỏ thì các bạn có thể lựa chọn hàng to hay hàng nhỏ để ghép đây này. Hàng nhỏ không phải là xấu nha các bạn nhé, hàng nhỏ rất đẹp và xinh luôn. 160.000 đồng cho 1 kg nhé, hàng Sơn Thủy Tiên hàng nhỏ đấy. Tiếp đến bên đây em giới thiệu tiếp đó là mặt hàng lan đùi gà tròn. Lan đùi gà tròn thì hiện giờ đang là một trong những mặt hàng rất là hot, bởi vì nó đang là mùa ra nụ và ra hoa. Lô hàng này về thì những cái nụ hoa vẫn còn nhưng mà tỷ lệ ít thôi các bạn ạ, bởi vì là đùi gà nó đang là mùa chính nở hoa rồi, nở. Bây giờ các bạn lấy về thì chủ yếu là để làm giống cũng như là chơi cái mầm gốc này này. Đây này, cái mầm nó đang lên cao này này, để mình làm giống để chơi hoa những mùa sau. Còn em quay ở đây luôn để cho các bạn biết cái mặt hoa của lan đùi gà tròn nào. Lan đùi gà tròn cái mặt hoa nó sẽ to hơn đùi gà dẹt một chút nhé các bạn. Đây, những cái thân ở đây đều vàng óng và đều là những cái thân rất là khỏe mạnh luôn nhé các bạn. Vì đã xuống lá rồi nên là nhìn cái ở đây nó nhìn hơi bị sơ một chút thôi, nhưng mà thực ra đây là những thân cực kỳ khỏe luôn các bạn ạ, không hề bị gãy. Khi mà gửi đi những thân gãy thì em sẽ chủ động em cắt bớt đi, và để đảm bảo cho những cái bạn là đến toàn những thân khỏe mạnh để mình có thể là trồng cũng như lấy giống về lan đùi gà tròn này. Còn để chơi hoa thì cái tỷ lệ chơi được hoa tiếp khi mà em gửi cho các bạn thì nó cũng không được cao đâu, bởi vì những mầm như này nhìn như này thôi, nhưng mà gửi đi cũng thể bị bong. Và chính xác ra là bây giờ nó đang ra hoa rất là rộ rồi đấy. 220.000 đồng cho 1 kg đùi gà tròn loại đẹp nhé. Tiếp đến ở đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan đùi gà tròn loại mà hàng ngắn hơn cũng như là nó không được đẹp lắm. Đùi gà tròn hàng giống, hàng thanh lý đấy ạ. Em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg ạ. Cái hàng giống này nó sẽ ngắn hơn cũng như là cái tỷ lệ thân già nhiều hơn nhé. Nên là bạn nào mà lấy hàng giống thì em cũng lưu ý luôn, đấy là khi mà các bạn đã đặt hàng giống rồi thì các bạn phải chuẩn bị chính xác là mình đã tìm hiểu kỹ về lan rồi, cũng như là mình đã từng biết về cái cây lan đó thì mới hãy đặt. Bởi vì là hàng giống này lấy về có nhiều bạn cũng bảo là sao lại thân già nhiều quá, nhưng em nói thật là những cái thân già nó nhiều nhưng không sao, bởi vì cái mầm gốc nó vẫn lên bình thường nhất đây.
Có cả rễ đang lên, có một cái rễ này. Mầm vẫn lên bình thường đây, không vấn đề gì các bạn ạ. Đây, cái mầm gốc nó vẫn lên đây nhá. Chủ yếu mình lấy về để làm giống thì mình sẽ đặt loại này. 180.000 đồng cho một loại, một cái 1 kg, hàng đùi gà tròn, hàng xấu đấy, hàng thanh lý. Còn bên cạnh đây sẽ là mặt hàng lan Điện Biên Đông ạ. Điện Biên Đông thì hiện giờ bên em bán cũng khá là nhiều phiên rồi. Em không phải giới thiệu nhiều nữa, cũng chưa đến mùa hoa. Điện Biên Đông thì là vàng óng đẹp nha đây. Mùa hoa rơi khoảng tầm 6 nha các bạn nhé. Thực ra thì nhiều cái bông thì nó cũng nở trước. Nó rất nhiều, cũng đây là loại một trong những loại lan mà nở vào dịp hè đấy. Nên là em cũng ước chừng khoảng tháng 5 đến tháng 7 nha thôi. Còn có thể là chính nở rộ nhất khoảng tháng 6. Hoa màu vàng nha các bạn. 200.000 đồng cho 1 kg Điện Biên Đông ạ. Hay còn gọi là hương rừng. Tiếp đến bên đây, em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan rất đẹp, kim điệp xuân. Lô kim điệp xuân này về em rất là ưng luôn nhé. Cái tỷ lệ xuống lá nó không quá nhiều nên là không có nhiều cái vết thâm đen. Thực ra là nó đang là cái mùa xuống lá cũng như là đang nở hoa đấy. Nên là tùy từng vùng miền mà có thể nó xuống nhiều hay ít thôi. Có những lô về xuống lá rất là nhiều nhưng cái tình trạng xuống lá nó không ảnh hưởng gì đâu các bạn ạ. Cái này có thể là ở trong cái khu rừng mà có thể là nhiều ánh nắng mặt trời. Ở đây là được những cái nơi mà nhiều ánh nắng mặt trời ấy, thì tỷ lệ xuống lá và cũng như thâm đen nó nhiều thôi. Còn cái lô này có thể là được ở dưới cái tán rừng, tán cây rộng ấy. Nên là thân nó vẫn khá là mượt, lá còn rất là nhiều nhá. Kim điệp xuân thì hiện giờ nó đã nở hoa rộ rồi các bạn ạ. Lấy về thì đây em quay mặt hoa cho các bạn thôi. Còn khi mà nhận được thì không đảm bảo mặt hoa đến tay các bạn nhé. Lấy về để làm giống cũng như là để mình sưu tầm nữa. Đây. Kim điệp xuân 180.000 đồng cho 1 kg ạ. Đây là một cái lô hàng rất là đẹp, em thấy rất là ưng đấy. Hoa vẫn còn này, cũng như là lá rất là mượt luôn này. Em cũng quay cho các bạn xem một cái giỏ kim điệp xuân mà bên em đã chủ động ghép lên. Nhưng mà nó cái này bên em ghép lên có nghĩa là từ cách đây 2 tháng cơ. Khi mà chưa có ra cả những cái nụ đây. Kim điệp xuân đấy các bạn ạ. Em thì bên em chủ yếu hay ghép đĩa bởi vì cái ghép lên đĩa nó rất là đẹp. Cái tình trạng hoa nó còn đẹp như này vậy bởi vì là đã được ghép lên giá thể và cũng như là tưới nước đều chăm sóc thì hoa nó còn đẹp như này đây. Còn cái hàng kg cũng như là hàng mà để gửi cho các bạn ấy thì em không thể tưới nước cũng như là mình không ghép lên được giá thể ấy, thì cái hoa nó sẽ không được bền lâu đâu. Còn khi mà cái giỏ mà em ghép lên đấy thì hoa nó cũng rất là bền đấy. Đến đây ra hoa được tầm 2 tuần rồi nhưng vẫn rất nở rất là căng đẹp luôn các bạn ạ. Một trong những loại lan rất đáng để sưu tầm nhé. Hoa rất vàng rất là đẹp. Tiếp đến bên đây, em giới thiệu tiếp sẽ là lan ngọc thạch ba màu. Lan ngọc thạch ba màu thì hiện giờ mầm gốc lên cũng rất là cao rồi. Mầm gốc cao rồi đấy ạ. Các bạn mua sớm để về để ghép bởi vì sang đến khoảng 1 tháng nữa. Khi mà thời tiết mà nóng lên rồi đấy, khi mà gửi đi những cái mầm gốc mà nó lên quá cao sẽ xảy ra cái tình trạng là để trong hộp khi vận chuyển. Nếu mà không để thông khí tốt, ấy, không để đục lỗ để thông khí tốt được ấy. Hoặc là cái lan mà bị ép quá nhiều có thể bị xảy ra tình trạng là bị úng và nhưng mà gãy những úng và bị thối những cái mầm gốc này luôn. Lan ngọc thạch ba màu em biên bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg nhé. Vâng, vừa rồi là tất cả những mặt hàng mà cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền hôm nay mới cập nhật. Các bạn đặt lan vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0984754102 để được tư vấn cũng như là lên đơn hàng. Em Quốc Duy xin chào và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.